hôm nay sau khi mà đã đi lên núi Bà Đen về á, trên đường về nhà thì gia đình Ngọc ghé vào trong chùa Tòa Thánh. Ở Tây Ninh của Ngọc thì đa số là thuộc đạo Cao Đài. Lâu lắm rồi là Ngọc cũng ghé đến đây. Ở trong đây lúc này thì nổi bật lỡ rừng thiên nhiên này nè, có khỉ rất là nhiều luôn. Có năm Ngọc về là có lẽ là đúng ngay cái giờ mà khách du lịch đến đông rồi ngay giờ ăn á, khỉ ra rất là nhiều luôn kìa, lan tràn ngoài đường luôn á. Nhưng mà cũng gây ra nhiều sự nguy hiểm. Cho nên là bây giờ những cái con mà hung dữ rồi đó, nghe nói là người ta đã bắt để bỏ vào rừng rồi. Nói chung đó là động vật hoang dã đó mà, trả về hoang dã, những con hiền lại thì còn ở đây. Về đến nhà, Ngọc nói thèm sầu riêng. Trong cái thời điểm mà Ngọc về lối tháng 5 á, thì đang mùa sầu riêng luôn. Cho nên là mợ Út mới chở Ngọc đi lên trên đầu xóm để mua sầu riêng. Nói là sầu riêng vườn người ta mang ra. Cho nên là bảo đảm này, không sợ tẩm thuốc nè. Giá cả cũng rẻ và lại rất ngon nữa. Sầu riêng này nhìn trái thì không có to lắm nhưng mà chín vàng. Đây nói chung là trong vườn mang ra đó, chín cây này, này kia. Cho nên là mùi thơm rất nồng nặc luôn. Rất là ngon. Và bán theo kiểu mà trái mà bán nguyên trái thì 50 ngàn một ký. Còn nếu mà bóc vỏ ra rồi thì 200 ngàn một ký. Nghe mợ nói thì mình mua cái loại bóc vỏ nó sẽ có lợi hơn. Nhìn muối sầu riêng vàng ươm thơm phức, thèm gì đâu luôn á, giờ phải chờ bóc rồi mang về tới nhà mới được ăn. Ngọc rất là hảo sầu riêng nhưng mà ở bên Hàn Quốc á, thì ít có khi nào mà mua được sầu riêng tươi lắm, chỉ là sầu riêng đông đá mà lại rất là đắt nữa. Một ký theo thời điểm hiện tại là cũng 13.000 won một ký, tức là cũng khoảng là 250 tiền Việt Nam mình. Cho nên ăn một trái á, 2-3 ký trở lên thôi thì cũng đã ngán tiền rồi. Nên có dịp về Việt Nam á, lần nào cũng vậy, cho là Ngọc nói là về đây là nhất định là phải ăn sầu riêng cho thỏa thích.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.